đôi dép bao tiền, đôi tất bao nhiêu? Dạ cụ ơi, nhà con bán quần, thế cái quần này giá bao nhiêu? Dạ cụ ơi, quần này là 4 triệu. Vài hôm trước trên báo có vụ chặt đầu bán điêu lên gấp mấy lần. Mày nghĩ tao đần à? Dạ thế thôi, con tặng cụ luôn. And I wonder, I wonder.